đại biểu lên ở vị trí danh dự để làm lễ bế mạc, đồng thời là trao giải cho các tổ chức cá nhân và tập thể, các đội bóng. Tôi xin mời ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hương Bình. Xin mời ông Nguyễn Huy Toàn, Chủ tịch câu lạc bộ bóng lưới Thành Phố Vinh, trưởng ban tổ chức. Và xin mời ông Nguyễn Phương Cường, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành Phố Vinh. Vâng, xin mời cả ba ông về vị trí để chúng ta làm lễ bế mạc và trao giải. Vâng, sau đây tôi xin mời ông Nguyễn Huy Toàn, Chủ tịch câu lạc bộ bóng lưới Thành Phố Vinh, trưởng ban tổ chức giải, lên có đôi lời phát biểu trong lễ bế mạc ngày hôm nay. Xin mời tất cả các đội bóng, các vận động viên, chúng ta trở về trước để làm lễ bế mạc. Kính thưa tất cả quý vị, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An về với khán đài danh dự để cùng các đồng chí ở trong ban tổ chức tiến hành làm lễ bế mạc và trao giải. Vâng, thì mời đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh ạ. Vâng, một lần nữa chúng tôi thông báo xin mời tất cả các đội, các đoàn, trưởng đoàn và các vận động viên về trước khán đài của chúng ta để chúng ta làm lễ bế mạc. Vâng, khi đã tập trung tất cả các đội bóng của chúng ta, tôi xin mời đồng chí Nguyễn Huy Toàn, Chủ tịch câu lạc bộ bóng lưới Thành Phố Vinh, trưởng ban tổ chức giải, lên có đôi lời phát biểu trong lễ bế mạc và trao giải ngày hôm nay. Vâng, xin mời ông. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các vị khách mời, kính thưa toàn thể các vận động viên tham gia giải đấu. Sau hai ngày thi đấu rất là quyết liệt, sôi nổi, giải bóng đá câu lạc bộ bóng đá bóng lưới Thành Phố Vinh mở rộng lần thứ hai năm 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, về với giải đấu lần này có 16 câu lạc bộ với 100 vận động viên của tinh đội chuyên môn cao trên khắp tỉnh Nghệ An, không phân biệt tuổi tác, chức vụ, cùng nhau ngồi cùng về đấy để giao lưu học hỏi và quyết tâm đánh tài. Các vận động viên không khí của chúng ta là cố gắng kéo dài đấu những đường bóng ấy, những pha bóng đẹp, những cuộc đánh đố đầy kịch tính, giành có từng tỷ số. Chúng tôi các đồng chí và các bạn kéo dài bóng đá ô đồ bóng lớn cho có lưới Thành Phố Vinh mở rộng lần thứ hai năm 2022. Lần này tôi mong muốn rằng các đồng chí trong ban lãnh đạo tiếp tục chăm lo hơn nữa để đời sống và nuôi dưỡng bóng đá môn bóng đá quá lớn ngày càng phát triển để tiến tới mùa giải năm sau. Xin cảm ơn ban tổ chức giải đấu đã đồng hành, xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, xin cảm ơn các trưởng đoàn của các câu lạc bộ đã bố trí tham gia, và đặc biệt trân trọng cảm ơn 108 vận động viên của chúng ta đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, trung thực và cao thượng. Cảm ơn tổ trọng tài đã giám sát trận đấu một cách công bằng, công tâm, khách quan để đạt được kết quả như mong muốn. Xin cảm ơn đến cổ động viên đã cùng với anh chuyển lời về đồng kỳ nhé. Nhiệt tình, anh mới đăng ký lần đầu làm cho không khí hồi thao giải đấu trở nên sôi động.
xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các đồng chí các bạn. Xin được gặp lại các bạn ở giải đấu và không có thành cổ vũ mười đồng năm 2023. Xin chân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa các quý vị, và sau đây là lễ trao giải dành cho thành tích của các đội thi đấu trong hai ngày hôm qua. Và trong nội dung đôi, chúng ta có hai đội đồng giải ba là câu lạc bộ Quán Hành và câu lạc bộ Trường Thi. Vâng, mời quý vị cho một tràng pháo tay. Vâng, mời câu lạc bộ Quán Hành và câu lạc bộ Trường Thi lên bục nhận giải. Vâng, xin mời ông Phan Thanh Sơn, ông Nguyễn Huy Toàn, ông Nguyễn Phương Cường và ông Nguyễn Ngọc Thanh. Ở trong này ông Nguyễn Huy Toàn sẽ cùng với các quý vị đại biểu lên trao giải ba cho hai câu lạc bộ trên. Rồi, rồi. Vâng, trong nội dung hai người thì đồng giải ba là câu lạc bộ Quán Hành và câu lạc bộ Đá Trường Thi. Anh ấy nói thằng chào đứa cục về đến việc cục cái gửi. Vâng, để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, đề nghị trưởng đoàn và các đội và cũng như là những người làm công tác truyền thông, xin chúng ta cùng chụp ảnh để giữ lại những khoảnh khắc này. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng hai câu lạc bộ trong giải đã, trong nội dung đôi, câu lạc bộ Quán Hành và câu lạc bộ Trường Thi đồng giải ba. Vâng, xin một lần nữa cảm ơn rất nhiều. Mì tiêu chủ mua đi. Ê, tiêu chủ mua đi. Tiếp theo nội dung trao giải của nội dung đá đôi. Chúng tôi xin mời câu lạc bộ đạt giải nhì, câu lạc bộ Trường Thi. Vâng, xin mời câu lạc bộ Trường Thi. Vâng, đại diện cho lễ trao giải cho nội dung đá đôi giải nhì câu lạc bộ Trường Thi, tôi xin mời ông Phan Thanh Sơn, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hưng Bình đại diện lên trao giải. Đo được. Alo. Alo. Có lẽ đừng lên lén đi tí. Vâng, một lần nữa chúc mừng câu lạc bộ Trường Thi đạt giải nhì. Mời tất cả quý vị cho một tràng vỗ tay. Và đạt giải nhất trong nội dung đá đôi của chúng ta, xin được chúc mừng câu lạc bộ bóng đá đấu giá. Vâng, tôi xin trân trọng được kính mời ông Nguyễn Phương Cường, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xin thành phố lên trao giải nhất cho câu lạc bộ đấu giá. Một lần nữa xin mời tất cả mọi người dành cho đội nội dung đá đôi một tràng pháo tay thật kêu vào. Vâng, xin chúc mừng câu lạc bộ đấu giá. Quên. À rồi. Vâng, xin một lần nữa chúc mừng đội đạt giải nhất của nội dung đá đôi câu lạc bộ đấu giá. Và sau đây tiếp tục chương trình là đến phần trao giải cho nội dung đá ba người. À, nhờ chụp cái đôi, nhờ chụp cái đôi với đôi này kìa.
Nhung ép có rồi, một thằng một cây. Một cây à? Và trong nội dung đá ba người đạt giải ba, tôi xin được tuyên bố và chúc mừng câu lạc bộ bóng lưới thành phố Vinh. Vâng, xin mời câu lạc bộ bóng lưới thành phố Vinh giải ba nội dung thi đấu ba người, và xin mời câu lạc bộ Giúp Lộc đồng giải ba của nội dung đá ba. Vâng, xin mời các vận động viên lên bục nhận huy chương và trao giải. Tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Thanh, giám đốc nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An lên trao giải cho các vận động viên của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn và xin nhận được một tràng pháo tay rất lớn từ tất cả mọi người. Chúc mừng đội đạt giải ba của nội dung đá ba người. Vâng, một lần nữa chúng ta xin chúc mừng cho hai câu lạc bộ thành câu lạc bộ bóng lưới thành phố Vinh và câu lạc bộ Dũng Lộc đạt giải ba của trong nội dung đá ba người ngày hôm nay. Mấy đứa mấy người đã. Mình để bao nhiêu quả đi trả lại. Sáu người à? Anh ơi, cho em cái nữa. Đó sáu à? Năm. Vâng, vừa rồi là nội dung trao giải cho đồng giải ba cho hai câu lạc bộ thành phố. Và bây giờ là tôi lại xin trân trọng kính mời câu lạc bộ Hưng Hòa đạt giải nhì. Vâng, xin mời câu lạc bộ Hưng Hòa. Tôi xin mời ông Nguyễn Phương Cường, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lên trao giải cho nội dung ba người đạt giải nhì. Xin được chúc mừng câu lạc bộ Hưng Hòa. Đứng lên thì chút lên lấy ảnh cho phóng như đẹp. Câu lạc bộ Hưng Hòa là một câu lạc bộ rất còn non trẻ và rất mới, nhưng mà bước vào thi đấu của chúng ta đã để lại rất nhiều khoảnh khắc trong lòng tất cả quý vị khán giả và những người theo dõi. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi và tất cả mọi người chúng ta trân trọng cảm ơn và xin chúc mừng đội đạt giải nhì của nội dung ba người ngày hôm nay. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn và chúc mừng một lần nữa đội đạt giải nhì. Và bây giờ là một sự kiện rất quan trọng trong bóng lưới chúng ta, thì nội dung hai người và nội dung ba người đều đạt giải nhất, về những điều rất quan trọng để là chúng ta vươn tới một thành tích nào đấy. Và ở đây chúng ta xin chúc mừng đội đạt giải nhất của nội dung ba người, câu lạc bộ bóng lưới phường Hưng Bình. Vâng, xin mời các vận động viên. Một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay thật to để chúc mừng các vận động viên đã đạt thành tích cao ngày hôm nay. Vâng, tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Huy Toàn, Chủ tịch câu lạc bộ bóng lưới thành phố Vinh, trưởng ban tổ chức giải đấu của chúng ta lên trao giải cúp cờ và phong bì cho các đồng chí, các vận động viên. Tái chiếc sáng bên đi một tí nhá, tái chiếc sang tải tí. Không, đôi bóng ở giữa sóng á. Có lẽ mời chủ tịch với Lanh Cương lên với đội vô địch thì luôn. Dạ, mời anh em lên đó luôn. Chúc sáu. Sau phần trao giải thưởng cho đội giải nhất giải ba người, đồng chí Nguyễn Minh Toàn sẽ có đôi lời phát biểu và mời tất cả các vận động viên chúng ta để tổ chức liên hoan. Toàn bộ vận động viên chúc lưu niệm một bức. Rồi, mời một lần nữa xin chúc mừng đội giải nhất nội dung ba người, câu lạc bộ bóng lưới phường Hưng Bình. Xin mời quý vị đại biểu, các vận động viên đã tham gia thi đấu, chúng ta có thể bước lên khán đài để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất bằng những mô hình và những tấm ảnh cho mình, để lưu giữ lại trong giải bóng lưới chúng ta đã tổ chức rất thành công lần này, rất tuyệt vời. Vâng, xin mời các vận động viên những người. Vâng ạ, chúng ta hãy lên chụp hình. Tất cả những người đặt giải ba, giải hai, giải nhất, chúng ta có thể tập trung tất cả lại để lưu giữ lại những khoảnh khắc ngày hôm nay. Vai, bán lên.
ơi. Thằng đứng kia cho mày anh nhặt đây. Đây chứ. 1 2 3 nắm để mọi người nhìn thấy. 1 2 3. 1 2 3. Rồi ok. Rồi để ông biết ăn rồi. Rồi. Vâng, đây là những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Vì vậy các vận động viên chúng ta, các cổ động viên, các cá nhân có thể lưu giữ lại những khoảnh khắc cho mình ngày hôm nay. Vâng, xin mời các máy ảnh hoạt động liên tục đi ạ. Người chọn cho mình một nụ cười đẹp nhất, một vị trí tốt nhất để lưu lại những khoảnh khắc.